Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên liên quan đến phải nói là một cái tin khá là rúng động trong làng báo của Việt Nam và những ai mà làm ngành truyền thông ở hải ngoại thì chắc là cũng sẽ quan tâm đến câu chuyện này. Là bởi vì nhân vật trung tâm của câu chuyện là một nhân vật mà nhiều người cho rằng là một cây đa cây đề của làng báo việt nam thưa quý vị đó là ông cựu tổng biên tập báo thanh niên mà chẳng những một nhé, mà là hai cựu tổng biên tập báo thanh niên là một cái cơ quan ngôn luận rất là lớn ở việt nam đó là ông nguyễn công khế và ông nguyễn quang thông vừa mới bị bắt mà như chúng tôi nói đó nhất là ông nguyễn công khế là một nhân vật phải nói là khá là sống lâu năm và lão làng trong làng báo và gắn liền với tờ thanh niên và đặc biệt là cái giai đoạn mà thanh niên tổ chức liên tiếp những cái đêm nhạc duyên dáng Việt Nam đó thưa quý vị rầm rộ về đình đám ở trong nước ở thời điểm bấy giờ thì vào ngày 16 tháng giêng cơ quan an ninh điều tra công an Sài Gòn đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông thì ông Thông là tổng biên tập nối tiếp sau thời của ông Khế mà về hưu đó thưa quý vị và hai nhân vật này đã bị bắt để điều điều tra về tội vi phạm quy định về quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát lãng phí các báo đài trong nước, trong đó có tờ Thanh Niên nữa, đã dẫn lời của ông Tô Ân Xô, là phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam xác nhận sự việc và cho biết là Công an đang khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai ông cựu tổng biên tập báo Thanh Niên như thế này. Thì cáo buộc về việc gì thưa quý vị? Đó là họ, cơ quan Công an điều tra cáo buộc là ông Khế trong lúc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông khi là tổng biên tập của báo Thanh niên đã có những cái vi phạm trong quá trình khai triển những cái dự án cao ốc văn phòng rồi trung tâm thương mại và những cái căn chung cư cao cấp tại khu đất vàng số 151 155 bến Vân Đồn ở quận Tư thành phố Sài Gòn thì báo Thanh niên được cho là được nhà nước cấp phép mua chỉ định khu đất trên là của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội để xây trụ sở tòa soạn thì khi đó ông Khế là tổng biên tập đã ký hợp đồng hợp tác với công ty truyền thông Thanh niên và công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Vinpearl của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng, như vậy là có cả cái sự can dự của ông Phạm Nhật Vượng trong câu chuyện này và cả bộ ba này thành lập một công ty là cổ phần bất động sản Thanh niên thì báo thanh niên góp vốn bằng cái gì? Bằng cái miếng đất 151 155 bến Vân Đồn. Thì uh, bây giờ đó ông Khế và ông Thông là hai cựu tổng biên tập bị cáo buộc là có những vi phạm về chuyển nhượng là từ miếng đất công mà hô biến và chuyển nhượng sau đó thành cái khu đất này rơi vào tay tư nhân và gây thất thoát tài sản cho nhà nước. Thì đó là cái lý do mà ông Khế và ông Thông đã bị truy tố như vậy. Và ông Khế năm nay là 70 tuổi thưa quý vị một lần nữa là một nhà báo gốc Quảng Nam và ông giữ cương vị là tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 88 cho đến năm 2009. Còn ông Thông thì kế nhiệm vị trí sau đó của ông Khế là từ 2009 cho đến năm 2021 có nhiều những cái nhà báo hoặc là cựu nhà báo đã lên tiếng về cái câu chuyện này từ những cái blogger chuyên đưa những cái thông tin nội chính là bởi vì một lần nữa thưa quý vị, ngay cả cái trang Facebook của ông Nguyễn Công Khế cũng thu hút rất là nhiều sự chú ý. Ông cũng có một thời gian đã qua bên Mỹ này và đã mua nhà sống ở bên Mỹ, nhưng không hiểu vì lý do gì thì ông đã về Việt Nam lại. Có lẽ đó là cái mảnh đất mà ông có nhiều uh, đồng nghiệp hay là một cái mảnh đất mà ông 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 muốn gắn liền với nó chẳng hạn. Nhưng mà theo ông nhà báo hoàng linh cựu, nhà, cựu phóng viên của tờ tuổi trẻ đó thì ông hoàng linh đã có một cái bài phân tích và nhắc về cái thời gian công tác của ông nguyễn công khế trong đó đó thì ông linh trước tiên là ông kể lại cái câu chuyện là ngay từ ngày đầu năm mới trên facebook của ông khế tự nhiên đăng một cái, cái post trong đó có một cái ngôi nhà khá là cũ kỹ nhưng mà nên thơ và ông Khế đăng cái dòng chúc mừng năm mới là chúc anh em năm 2024 bình an vô sự. Và nhiều người đã cảm thấy có một cái dự cảm mơ hồ là cái điều gì đó bất ổn. Là bởi vì ngay cái ngày đầu năm mới thì ông Khế cũng đang có những cái thông tin là ông đang vướng vô một cái cuộc điều tra về tài sản công. Và theo ông cựu nhà báo Hoàng Linh thì vào cái ngày 1 tây tháng Giêng đó thì ông gọi ngay cho ông Khế và hỏi là sao lại đăng cái dòng status này với một cái cánh cửa, một cái hình cánh cửa như là cánh cửa nhà tù. Thì lúc đó ông Khế còn cười ha há và nói rằng ok, không có sao đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng là thực sự có sao. Vào ngày 16 tây thì ông bị bắt giữ như vậy. Và ông nhà báo Hoàng Linh này thì cũng nhắc lại cái quá trình công tác và cho là ông cựu tổng biên tập Nguyễn Công Khế là đã dẫn dắt cái tờ Thanh Niên và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm thậm chí là có lúc á là còn chống lại cả những cái cơ quan điều tra và trong một cái tinh thần rất là khẳng khái rất là khốc liệt với người đứng đầu trong cơ quan báo chí nhà nước và đặc biệt là trong cái cuộc chiến chống uh, trong cái vụ án mà Năm Cam Giang hồ Năm Cam mới thưa quý vị thì ông Khế cũng có đi đầu và đăng những cái thông tin rất là dày đặc để mà làm nổi bật gửi đến độc giả thời điểm bấy giờ về cái chuyên án 5 cam tới mức độ mà ông cựu nhà báo hoàng linh đã từng phải thốt lên một câu là cam cho dù có dày có ghê gớm thì cam thì không thể nào chua bằng khế nhưng mà nay khế khế chua thì đã bị bắt như thế này rồi thưa quý vị thì có lẽ là thời gian về sau thì cơ quan điều tra người ta sẽ công bố rõ hơn đó là một trong những cái nhận định của một cựu nhà báo như ông Hoàng Linh là cựu phóng viên của tờ Tuổi trẻ. Còn tờ Đất Việt thì dẫn lại một cái nhận định của blogger Bùi Thanh Hiếu thì ông này đã bình luận như thế này: Nguyễn Công Khế là có quan hệ rất là mật thiết với ít nhất là bốn đời Chủ tịch nước từ ông Nguyễn Minh Triết là rồi Trương Tấn Sang là rồi Nguyễn Xuân Phúc là và võ văn thưởng bây giờ và những chủ tịch nước này theo lời blogger Nguyễn Thanh Hiếu, Bùi Thanh Hiếu thưa quý vị. Thì ông nói là những chủ tịch nước này đều có cái quan hệ gắn bó thân tình với lại ông ok từ việc gia đình cưới sinh dỗ lạc hay hội hè và hiếm có một cái nhân vật nào mà có quan hệ được với bốn đời chủ tịch nước như vậy và trong nhiều năm với sự ảnh hưởng do là thân quen với những cái quan chức cấp cao như vậy cũng theo lời blogger này viết và được tờ đất việt dẫn lại thì ông khế là trung tâm của việc mua bán chức và móc nối những phi vụ làm ăn của các đại gia lớn có tin từ nội bộ là có mạng lưới truyền thông phủ rộng cả nước rồi nắm trong tay những cái tờ báo lớn cùng đội ngũ truyền thông rất là mạnh gồm những cây viết sừng sỏ lão luyện cho nên là rất là nhiều những cái đại gia về kinh tế cảm thấy là rất là khiếp sợ trước cái uy của ông Nguyễn Công Khế thì đó cũng là một lời bình luận mang tính cá nhân của ông Bùi Thanh Hiếu và một lần nữa được tờ Đức Việt dẫn lại. Nhưng mà nó có một cái ý như thế này nè thưa quý vị mà dân tình trên mạng xã hội cũng ngay lập tức râm ran và bàn tán và họ đặt ra cái câu hỏi như thế này. Theo những cái gì mà tiết lộ ban đầu cơ quan điều tra, như vậy là ông Khế và ông Thông dính vào cái chuyện là biến một cái miếng đất công và thành chuyển nhượng sau đó là rơi vào tay tư nhân. Và rõ ràng là có cái sự can thiệp của Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng có góp vốn thành lập công ty bất động sản thanh niên như chúng tôi vừa thưa đó thưa quý vị. Và cái chuyện này gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng. Vậy thì bây giờ ông Khế và ông Thông bị bắt bị cáo buộc bị truy tố, bị điều tra. Vậy thì ông Phạm Nhật Vượng có liên quan gì đến vụ án này và liên quan đến mức độ như thế nào? Và cái chuyện là sẽ xử trí như ra sao? Thì đó là cái dấu hỏi rất là lớn và công luận bây giờ đang chờ để được nghe những tình tiết tiếp theo. Đó là một cái tin tức rất là rúng động trong những cái anh em làng báo truyền thông từ trong nước ra đến hải ngoại thưa quý vị. Thì ngày hôm nay sau khi mà nghe tin ông Khế bị bắt thì chúng tôi có lên Facebook của ông thì ngoài đúng cái dòng status mà ông viết là chúc mừng anh em năm mới 2024 bình an đó để rồi bây giờ hôm nay ông bị bắt đó thì cái post cuối cùng của ông viết là vào hôm ngày 9 tây tháng giêng ông viết về một cái cuốn sách về phóng sự Sài Gòn ông viết là tôi rất thích đọc sách viết về Sài Gòn xưa bởi vì đơn giản từ lâu rồi tôi đã dành cho mảnh đất này một tình yêu đặc biệt và rằng từ thời nhỏ tôi đã mong muốn đến đây lập nghiệp và sinh sống để nghe giọng Sài Gòn nhẹ nhàng và ngọt liệm chung quanh mình. Đà, mảnh đất này là nơi mà mọi người đến để học tập và mưu sinh. Và nay cũng cái khu đất vàng trên mảnh đất Sài Gòn đó mà ông Khế đang dính vào những cái hệ lụy và những sắc rối. Chúng ta chờ xem những cái thông tin sắp tới như thế nào thưa quý vị. Một câu chuyện nữa mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay, đó là lời phát ngôn của ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng ta biết hai việc. Thứ nhất là ông Putin vào tháng 3 sắp tới đây, ông sẽ bước vào một cái cuộc bầu cử. Một cái cuộc bầu cử mà mọi người nói rằng là cái cuộc bầu cử chỉ là mang tính chức hình thức mà thôi là bởi vì không có ai có thể đủ cái quyền lực để mà thách thức cái vị trí tổng thống của ông Putin hết. Và nữa là những cái nhân vật, những cái tiếng nói đối lập với lại ông Putin. Ví dụ nói ông đâu xa như cái ông Navalny, Alex Navalny thưa quý vị, đã bị bắt rồi bị giải ra tòa rồi bị tuyên cho bao nhiêu mảnh án chồng án và bao nhiêu năm tù rồi bị giam giữ ở những cái nơi nhà tù mà khắc nghiệt nhất và đến rồi kể cả những lần mà bị đầu độc nữa. Không có bất kỳ một cái thế lực nào, một cái tiếng nói đối lập nào có thể kháng cự và vượt qua được cái quyền lực của ông Putin. Cho nên Điện Kremlin nhiều lần Hoàng Vi thưa quý vị đó, ngay từ ngày đầu đã tỏ ra rất là tự tin là ông Putin sẽ thắng vô cùng giòn giả trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Và ông Putin nói gì vào ngày hôm nay về cuộc bầu cử ở Mỹ thưa quý vị? Ông nói là các cái cuộc bầu cử ở Mỹ trước đây á nó là gian lận hết. Và bởi vì Mỹ có cái hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện cho nên người ta chỉ cần sao họ mua một cái phiếu bầu với giá 10 đô la Mỹ rồi điền thông tin vô và ném vào hộp thư mà không có bất kỳ sự giám sát nào từ cái người quan sát ở những cái phòng phiếu hết cho nên là nó rất là dễ gian cận gian lận bầu cử như vậy. Quý vị biết rõ ràng là những cái giới chức trong cái ngành tình báo, an ninh tình báo rồi thông tin về bầu cử, họ đã điều tra và họ liên tục đưa ra những cái lời cảnh báo ngay trước thềm những cái cuộc bầu cử lớn và cả bầu cử giữa kỳ năm 2022 vừa rồi nữa thưa quý vị là Nga và Trung Quốc và thậm chí là Iran nhưng mà đứng đầu tiên là Nga và Trung Quốc là hai cái nước mà có cái hành có những cái động thái mà can thiệp vào cái hệ thống bầu cử rồi làm nhiễu loạn thông tin của cái tình hình bầu cử trong nước Mỹ rất là nhiều. Và kể cả cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã từng thực hiện ròng rã gần 3 năm trời để mà điều tra xem là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử và giúp cho cựu tổng thống Donald Trump thắng cử hay không. Nói chung là chúng ta biết những cái thông tin về chuyện Nga đã can thiệp đã can dự và phá hoại những cái thông tin nhiễu loạn về cái bầu cử trong nước Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay cho nên chúng ta mới cảm thấy rất là buồn cười khi mà ông Putin, ông Putin chuẩn bị đối diện với một cái cuộc bầu cử giả hiệu mà ông lại cho ngược lại là bầu cử của Mỹ là gian lận. Bởi vì quý vị nếu mà bầu qua thư, đây cũng chính là lời cáo buộc mà năm 2020 xin lỗi năm 2016 cựu tổng thống donald trump cũng đã từng nói y chang như vậy rồi năm 2020 lặp lại y chang như vậy mà chính cô ca sĩ Taylor Swift đã từng lên án ông Trump một lần về cái chuyện là cáo buộc bầu cử qua thư là gian lận. Ủa quý vị, quý vị gửi quý vị điền thông tin vô cái phiếu bầu xong rồi quý vị gửi qua đường bưu điện rồi khi mà đến cái phòng phiếu người ta đâu có đơn giản là người ta mở ra rồi người ta nói rồi đây bầu cho Biden xích vô đây bầu cho Trump xích vô đâu có đơn giản như vậy mà họ sẽ xác thực cái chữ ký và những cái thông tin về ID đính kèm nói chung là nó không có phải đơn giản và dễ dàng để mà gây ra gian lận bầu cử như lời ông Putin và ông Donald Trump cáo buộc về bầu cử bằng thư qua đường bưu điện nhưng mà đó là cái lời cáo buộc của ông Putin đó cho nên ông bà mình có nói một câu hay cười cười nói là nói không đóng thuế cho nên đó là mọi người mới tha hồ nói chẳng hạn như lời cáo buộc của ông Putin đây và nhưng nói về các cái cuộc bầu cử thưa quý vị thì trở lại với nước Mỹ và cái cuộc bầu cử năm 2024 bắt đầu phải nói là nó đã được hâm nóng lên rất là nhiều và bắt đầu trở nên căng thẳng và mở đầu với phát pháo đầu tiên là cái cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Iowa. Đến giờ phút này thì Hoàng Vi tin rằng là quý vị đã biết được kết quả của cuộc bầu cử với cựu tổng thống Donald Trump phải nói là thắng giòn giả dễ dàng trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này là bởi vì sao ông dẫn đầu hơn 51% phiếu bầu của cử tri Cộng hòa tiểu bang này và cái người đứng sau, người đứng thứ nhì là Ron santis chỉ có 21% thôi thưa quý vị. Nikki Haley, một nhân vật mà cứ hy vọng là sẽ tạo ra một cú hích mới, một gương mặt mới và nào là một cái nhân vật có thể thay thế ông Trump thì cũng chỉ có được có 19% tay thua ông Trump là xa lơ xa lắc là hửi khói luôn thưa quý vị. Và ông Trump thắng rất là dễ dàng. Tới mức độ mà truyền thông thuật lại là những người mà ủng hộ ông Trump họ gather với nhau và họ chưa có chuẩn bị tâm lý là cái 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 chiến thắng của ông Trump được khẳng định được các cái cơ quan truyền thông tuyên bố một cách là sớm và dễ dàng như vậy. Và trong cái buổi tối thứ hai á, người ta nhìn thấy là một số nhân vật là đồng minh và nói là đi theo ông Trump. Ví dụ như là ông dân biểu bên phía Đảng Cộng hòa mà ở tiểu bang Florida đó, là ông Matt Gaetz, một cái tay mà rất là quậy ở trong Quốc hội Liên bang bây giờ cái tay mà đã đẩy được ông kevin mccarthy ra đó thưa quý vị và bây giờ cũng đang là dợm dợm để có thể đẩy tiếp ông mike johnson ông chủ tịch ông tân chủ tịch ở hạ viện hiện nay đó thì mcgay xuất hiện kế bên ông trump tối hôm qua bên cạnh một cái nhân vật mà vô cùng lầy lội là bầu cử tôi ra ứng cử thắng thì tôi nhận mà thua thì tôi nói đó là gian lận y chang ông thầy của mình đó là bà ứng cử viên cho chức thống đốc của Đảng Cộng hòa ở Arizona nhưng mà thua rồi, thua trắng rồi. Là Kerry Let cũng có xuất hiện và họ nói rằng ô, cái chiến thắng họ bất ngờ quá. Và ông Trump nhân chiến thắng này thì ông cũng nói rằng đã đến cái thời điểm mà chúng tôi mà tôi nghĩ rằng cả nước bây giờ chúng ta nên tập hợp lại với nhau để mà có thể nhân đôi ra cái chiến thắng như thế này. Cái vấn đề là thưa quý vị vấn đề là ông Trump tuyên bố là ngay tại tiểu bang Iowa ông đã thắng hai lần cho nên lần này có gì đâu ngạc nhiên. Đúng là ông có đã từng thắng ở Iowa và năm 2020 ông thắng ứng cử viên bên phía Đảng Dân chủ là 97% số vote luôn thưa quý vị. Nhưng mà năm 2016 ông Trump có thắng đâu. Ông thua ông thượng nghị sĩ Ted Cruz ông thua ông thượng nghị sĩ ted cruz cho nên khi tối hôm qua khi mà ông nhận ông nói về cái chiến thắng giòn giả của mình ông nói trời ơi tôi thắng ở iowa đã hai lần rồi thì dân tình mới nói là no 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 ông trump ông chỉ thắng có một lần thôi và một lần là ông thua ông ted cruz vấn đề được đặt ra là tại sao ông trump lại thắng lớn và thắng dễ dàng và thắng giòn giả như vậy thưa quý vị và cái chiến thắng này nó có ý nghĩa gì đối với đảng cộng hòa thì hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, nói về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Iowa và cũng là nơi sẽ là cái xuất phát điểm đầu tiên để mà bắt đầu cái cuộc bầu cử ngày càng nóng lên ở trong nước Mỹ. Thì... Uh, rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều liên quan đến cái chiến thắng này của ông Trump như là tổ chức Lincoln Project là một cái nhóm những người Cộng Hòa mà chống ông Trump rất là dữ dội và nói là cái cái kết quả của Iowa ngày hôm nay đó nó thể hiện điều gì? Nó thể hiện là đảng Cộng Hòa vẫn còn bị ảnh hưởng rất là nhiều và vẫn còn tin ông Trump rất là sái cổ. Và rõ ràng một điều là cái viễn cảnh ông Trump sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa, cái điều đó nó ngày càng hiện rõ hơn. Nói như lời bà Ronna McDaniel là chủ tịch đảng Cộng Hòa toàn quốc đó thưa quý vị. Bà nhận định sau cái chiến thắng này bà nói là bà nghĩ là ông Trump sẽ thắng dễ dàng. Cái bánh xe của ông Trump nó sẽ lăn lăn qua New Hampshire. New Hampshire là nơi mà bà Nikki Haley đang kỳ vọng là sẽ có thể vượt qua ông Trump thưa quý vị. Trong những cái bản thăm dò của tuần vừa rồi đó là bà dẫn trước ông ông Trump là 8 điểm. Nhưng mà sau cái 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 thất bại ở Iowa, bà Nikki Haley bà nói rằng là mọi người tỉnh táo lại đi tôi mới là người có thể mà đánh bật được ông Trump và cả ông Biden. Tôi thay thế một cái không khí chính trị mà nó quá quể quải như bây giờ. Không rõ là cử tri Cộng hòa có lắng nghe bà Nikki Haley không. Nhưng mà kèm theo là bà cũng nói một câu là từ bây giờ trở đi tôi không có bước lên sân khấu để mà tranh luận với các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nữa trừ phi là cái cuộc tranh luận đó phải có ông Trump. Tại làm sao mà ông Trump không bao giờ ra tranh luận chúng tôi coi như là cãi nhau và kháng cả cổ để rồi cuối cùng ra bỏ phiếu lại như thế này thì đó là cái ý của bà Nikki Haley vào ngày hôm thứ tư. Nhưng mà bà Ronna McDaniel bà nói như thế này nè, cái bánh xe của ông Trump mới bắt đầu khởi động và lăn bánh, và nó lăn từ Iowa là nó sẽ lăn qua New Hampshire và qua Nevada luôn. và bà cho rằng là ông Trump sẽ sớm thôi là sẽ đại diện cho đảng Cộng hòa cử tri đảng Cộng hòa để mà ra tranh cử với lại ông Biden. thì cái nhóm Lincoln Project là xưa giờ chống Trump rất là dữ dội và cái nhóm này nói là bây giờ cử tri phải nhìn rõ đi, cử tri Cộng hòa hãy nhìn rõ đi là nếu như ông Trump thực sự mà đại diện cho đảng Cộng hòa đó thì cái khả năng ông ấy thắng trong các cuộc mà tổng bầu cử vào ngày tháng ngày 5 tháng 11 sắp tới cái khả năng đó nó không có cao và cái điều quan trọng hơn là ông Trump sẽ không có phải ra tranh cử cho bản thân đảng, cho đảng Cộng Hòa và cho nước Mỹ. Và cho những cái gì mà ý chí của người dân Mỹ mà ông chỉ tranh cử cho bản thân ấy mà thôi. Cho nên mọi người cần phải tỉnh táo. Và có lẽ là những cái dòng thông điệp như thế này á, nó quá nhiều rồi trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà cử tri Cộng Hòa thì vẫn tin và vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho ông Trump thể hiện một cái cuộc bầu cử sơ bộ Iowa như vậy. Ông Biden ông biden ngay vào tối ngày thứ hai khi mà kết quả iowa vừa mới được công bố thì ông biden cũng nhận định ngay có vẻ như là ông trump phần nhiều là sẽ đại diện cho đảng cộng hòa ấy nhỉ nhưng chúng ta vì như vậy nữa cho nên chúng ta là ông biden nói thưa quý vị tôi và quý vị các bạn người dân Mỹ đó phải cùng sát cánh với nhau để mà chống lại cái chủ nghĩa maga mà cực đoan make america great again. Và ông Biden cũng không quên là gửi kèm cho những cái cử tri mà theo dõi cái đoạn post của mình á, cái link để mà tiếp tục mà đóng góp để mà tranh gây quỹ cho cái đoạn đường dài sắp tới. Tại sao ông Trump lại có thể thắng một cách dễ dàng và giòn giả như vậy thưa quý vị? Mà chính những cái cử tri Cộng Hòa và Never Trump á, người ta nói là người ta cũng không hiểu lý do vì sao luôn. Người ta không hiểu lý do vì sao luôn là bởi vì ở Iowa mặc dù ví dụ quý vị thấy là ông Trump không có đến Iowa bao nhiêu hết ở trong suốt cái thời gian đi vận động vừa qua mà ông Ron DeSantis á, hầu hết những cái quận hạt của Iowa là ông Ron DeSantis là đều đến rồi tay bắt mặt mừng rồi thuyết phục rồi nói là tôi đại diện cho tuổi trẻ, tôi đại diện cho những cái gì mà ổn định, tướng quá nhiều kịch tính như ông Trump. Nhưng mà không hiểu vì sao mà cử tri Cộng Hòa ngay tại tiểu bang này, họ vẫn không có cảm thấy thuyết phục bởi những cái thông điệp đó và những người mà Cộng Hòa nô Trump người ta vẫn không hiểu. Năm 2016 thì ông Trump thua ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz là ông Trump chỉ được có 24% phiếu bầu thôi quý vị, năm 2016. Vậy mà 8 năm sau nhé, 8 năm sau ông Trump được tới 51% những cái phiếu bầu của người cử cử tri Cộng hòa ở tiểu bang này. Tờ New York Times họ còn đưa ra cái lời nhận định nó rộng lớn hơn. Họ nói là có lẽ là phải credit cho ông Trump cái chuyện là biến Iowa thành một cái tiểu bang mà còn dao động nha là swing state mà bây giờ biến ông Trump nhờ ông Trump mà biến Iowa thành một cái tiểu bang đỏ rực như hiện nay đó là nhận định của tờ New York Times thưa quý vị thì Lý do vì sao? Là vì nhiều cái chuyên gia về tranh cử họ nghĩ rằng là vì ông Trump đã thổi, đã bơm, đã làm cho những cử tri Cộng hòa ngay tại tiểu bang này họ một cái một cái cảm giác rất là tiêu cực về tình hình nước Mỹ hiện nay và về tương lai nước Mỹ trong thời gian sắp tới. Trái với giới tinh hoa bên phía cánh tả, hoặc là đảng Dân Chủ, hoặc là đương kim Tổng thống Joe Biden, thì cứ nói rằng là tình hình nước Mỹ đang ổn lắm, đang thực sự là ổn lắm, nước Mỹ đang đi đúng hướng, nước Mỹ đang hồi phục sau đại dịch Covid-19. Nhưng mà ông Trump đã làm rất tốt trong việc là vẽ nên một cái bức nó rất là u ám và xám xịt về tình hình nước Mỹ và họ cảm thấy mông lung họ cảm thấy hoài nghi và chỉ có 18% cử tri ở Iowa họ nói rằng là nước Mỹ hiện nay là đang đi đúng hướng và ngoài ra tất cả người ta đều cảm thấy là nước Mỹ bây giờ được lãnh đạo rất là tệ và chỉ có ông Trump và không ai khác ngoài ông Trump có thể mà dẫn dắt nước Mỹ mà đi ra khỏi cái con đường tối như thế này bằng cái con đường sáng cái ý thứ hai nữa là người ta cũng nhìn thấy là năm 2016, những người theo đạo tin lành ở ngay Iowa đó bầu cho ông Trump phải nói là còn khá là khiêm tốn. Và 8 năm sau, cái số cử tri mà theo tin lành bầu cho ông Trump phải nói là nó tăng rất là đột biến. Và cái lý do, cái điều nghịch lý nữa mà những cái chuyên gia bầu cử người ta cũng không có thể giải thích nổi. Trong khi ông Trump thì lại là một người á, phải nói là nếu trong những cái cử tri mà theo công giáo thì có lẽ ông Trump là người ít có, phải nói là có cái 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 sự mà devoted, có nghĩa là ít có theo đạo tin lành nhất nhưng mà không hiểu vì sao mà những cái người theo đạo tin lành thì tin ông rất là sái cổ và họ cảm thấy rất là hài lòng vì những cái điều mà ông trump đã thông điệp ông trump đưa ra trong suốt cái thời gian vừa qua ví dụ như ông nói là tôi tôi có công đầu trong cái việc là Uh, phủ quyết cái đạo luật Roe v. Wade cho phép phụ nữ mà phát thai đó mà vừa rồi tối cao pháp viện mà đã phủ quyết cái đạo luật mà có từ bao nhiêu năm ở nước Mỹ thưa quý vị bằng chuyện gì bằng chuyện tôi đã bổ nhiệm những cái thẩm phán bảo thủ ba vị vô tối cao pháp viện thì nó mới ra kết quả như thế này thì những người theo đạo tin lành họ cảm thấy rất là hài lòng về chuyện đó và họ tin vào chuyện đó và nữa họ cũng cảm thấy rất là hài lòng về việc là ông trump thường xuyên suy nhắc là dưới thời mà ông làm còn ở tòa bạch ốc đó dưới thời 45 đó thì ông đã từng dời đại sứ quán của mỹ từ uh, tel aviv và đi đến jerusalem và họ cho là đó là cái công rất là lớn của ông trump như vậy và nói chung thưa quý vị thì bây giờ đó những người mà theo đạo tin lành họ nghĩ rằng ông là một thiên sứ như lời ông nói và ông chỉ có ông mới dẫn dắt nước mỹ ra khỏi cái thời tâm tối như thế này và thậm chí là họ tin luôn là cả những cái rắc rối về pháp lý của ông đó là nó chỉ là những cái rào cản mà thôi và ông đang hy sinh Ông đang hy sinh thân mình để mà đem đến những cái điều tốt đẹp cho nước Mỹ. Và họ tin về điều đó thưa quý vị. Và chỉ có ông mới fight cho nước Mỹ mà thôi. Ông chiến đấu cho nước Mỹ. Đó là những cái lý do mà những cái những cái chuyên gia người ta cố gắng để tìm ra là vì sao những cử tri ở Cộng Hòa họ vẫn không có màn đến những ứng cử viên khác mà phải nhất mực theo Trump như vậy. Nhưng nếu với cái chiến thắng này thì nó nói lên điều gì, ý nghĩa gì cho đảng Cộng Hòa? Nhiều chuyên gia về bầu cử họ lo ngại họ cho là cái điều này nó chỉ làm cho Đảng Cộng hòa rơi vô một cái thế mà nó hỗn loạn mà thôi và rõ ràng là Đảng Cộng hòa của thời Ronald Reagan từ những năm 1980 bây giờ nó biến thành Đảng Cộng hòa Trump và nó ngày càng thể hiện ra rõ nhất là qua cái cuộc bầu cử Iowa như thế này thưa quý vị. Và kể cả bất chấp những cái nhân vật gọi là ngay chính trong Đảng Cộng hòa, ví dụ như là ông À, cựu thống đốc của Arkansas. vào hôm sáng ngày thứ tư, ông tuyên bố tôi từ... trở về giả tư cuộc chơi. Ông, ông nói là thôi, tôi không có ở đây nữa, tôi về Arkansas. Tôi không có ra tranh cử tổng thống nữa là bởi vì á, cử tri Cộng Hòa không có nghe, không có tận dụng những cái kinh nghiệm và cả những cái sự thật mà tôi nói về ông Trump thôi chán bỏ về Arkansas. Và cả ông Chris Christie là cựu thống đốc của New Jersey cũng đã tuyên bố là cũng là phải thua không thể thuyết phục được cử tri Cộng Hòa với những cái sự thật mà họ nói về ông Trump. Rồi nữa những nhân vật như là bà Liz Cheney hoặc kể cả cựu phó tổng thống Mike Pence chẳng hạn cũng nhiều lần ngay trước cái bầu cử sơ bộ nha ông Mike Pence lại xuất hiện và nói một điều rằng ông hy vọng là cử tri Cộng Hòa hãy tìm một nhân vật khác ngoài ông Trump đi để Cộng Hòa còn có sức để mà gượng dậy để mà củng cố lại cái sức mạnh và vẻ đẹp của nó nhưng mà rồi kết quả lại khác và đó là cái một cái cái, cái ý nghĩa mà từ cái chiến thắng Iowa cái phần gây quỹ cũng vậy thưa quý vị nhiều chuyên gia về chính trị họ bên phía đảng cộng hòa chiến lược gia đó họ cũng lo ngại là bây giờ một số cái tiểu bang chiến địa cái tình hình của đảng cộng hòa ngay tại những tiểu bang đó đó gây quỹ phải nói nó rất là lèo tèo nó rất là thưa vắng và trong khi ông trump thì gây quỹ rất là nhiều cho bản thân của ông cho cái chiến dịch pháp lý của ông ông hay nói với cử tri là hãy tiếp tục ủng hộ để cho tôi có đủ lực để mà tôi đấu lại với cái những cái cuộc săn lùng phù thủy của cái bọn cánh tả và của cái joe biden tham nhũng mà hãm hại tôi như thế này đó là lời của ông trump và dân tình người ta vẫn đóng góp tiền để cho ông có đủ chi phí để mà trả tiền luật sư thưa quý vị trả tiền pháp lý. Nhưng mà tình hình của đảng Cộng Hòa ở một số cái tiểu bang chiến trường thì nó hẩm hiu, nó heo hắt, nó lèo xèo lắm. Ví dụ như ở Arizona và Michigan là hai cái tiểu bang chiến địa vô cùng quan trọng. Ở Arizona nha, tính đến vào tháng 8 năm 2023, Hoàng Vi chỉ có số liệu đó, thì đảng Cộng Hòa ở tiểu bang này nói là bây giờ họ còn có 14.800 đô la Mỹ à để cho cái cuộc bầu cử sắp tới à ở Michigan vào hồi cuối tháng 7 của 2023 thì còn có 93.000 đô la Mỹ à. Trong khi đó ông Joe Biden, ông Joe Biden và đảng dân chủ cũng vào ngày hôm thứ ba ông công bố là cái số tiền mà ông gây quỹ được trong 3 tháng cuối năm. 2023 đó là gần cả trăm đô la Mỹ thưa quý vị và bây giờ ông có sơ sơ trong tay cũng là gần 120 đến 130 triệu đô la Mỹ Dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh giữa ứng cử viên một ứng cử viên là cựu tổng thống so với đương kim tổng thống và giữa một đương kim tổng thống với lại một cái một đảng ngay tại một tiểu bang chúng ta không so sánh như vậy được. Nhưng ý nói là gì? Nhiều người lo ngại là nếu ông Trump đại diện cho Đảng Cộng hòa, ông chỉ có gây quỹ được cho chính bản thân ông mà thôi chứ ông sẽ không có làm lợi được cho Đảng Cộng hòa toàn quốc. Đó là nói về phần gây quỹ. Rồi bây giờ ở Hạ viện thì sao? Ở Hạ viện tính cho đến giờ phút này, quý vị biết rằng cái ảnh hưởng của ông Trump cũng cũng rất là lan rộng ngay trong chính đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Ông ảnh hưởng vô cùng từ những cái chuyện mà thỏa thuận giữa hai đảng để mà tránh cho chính phủ đóng cửa, để mà nâng trần nợ. Quý vị nhớ không? Quý vị nhớ cái, cái thời điểm đó không? Chính ông Trump nhiều lần nói để cho chính phủ đóng cửa đi. Để đóng cửa đi, đến khi nào mà đạt được cái điều mà mình muốn thì mới thôi. Rồi kể cả cái chuyện mà bầu ra tân chủ tịch Hạ viện, ông Trump ý kiến rất là nhiều ông trump ý kiến rất là nhiều ông mike johnson này á, bây giờ đang ngồi được cái ghế chủ tịch hạ viện cũng là vì ông trump đã bật đèn xanh và đồng ý cái rập thì ông ông Mike Johnson mới ngồi được cái vị trí này. Nhưng cũng vì cái sự cái ảnh hưởng của ông Trump mà Đảng Cộng hòa, quý vị dù ủng hộ hay không ủng hộ ông Trump không thể phủ nhận điều rằng có quá nhiều hỗn loạn ngay tại trong hạ viện bây giờ ở Quốc hội liên bang mà chính những thành viên của Đảng Cộng hòa họ phải ngao ngán, ví dụ như ông Ken Buck ông dân biểu bên phía đảng Cộng hòa ở Colorado. Và hồi tháng 11, ông tuyên bố là tôi rời khỏi Hạ viện, tôi không tiếp tục nữa, tôi quá ngao ngán rồi. Bởi vì bây giờ những cái dân biểu trong quốc hội liên bang bây giờ nói láo nhiều quá. Và ông Ken Buck, thành viên bên phía đảng Cộng hòa, ông cũng chỉ trích những cái vị dân biểu ngay trong đảng của ông mà không có chịu đến giờ phút này, mà không có chịu chứng nhận kết quả bầu cử của năm 2020. Ông Ken Buck là một nhé, rồi bà Victoria Spar đại diện cho Indiana, cũng thành viên bên phía đảng cộng hòa bà nói là bây giờ đảng cộng hòa đó ở hạ viện đó đã làm cho những người dân mỹ rất là thất vọng rồi failing american people rồi nữa vào mới đây thôi thưa quý vị một loạt dân biểu bên phía đảng cộng hòa ngay trong tháng 1 năm mới đây nè ví dụ như trong đó có ông greg pence là anh em với lại cựu phó tổng thống mike Xin lỗi quý vị, Mike Pence thì cũng tuyên bố ba vị dân biểu bên phía Đảng Cộng hòa tuyên bố là sẽ rời đảng mà đi, sẽ rời Quốc hội mà đi và trước khi đi đó thì ông dân biểu Greg Pence nói một câu như thế này, bây giờ tôi quá thất vọng đi và năm 2023 nói tóm lại là Đảng Cộng hòa của chúng tôi ở Hạ viện trắng tay Absolutely trắng tay không có làm được một cái việc gì hết thì đó là cái sự ảnh hưởng của cựu tổng thống Donald Trump nếu như cái bánh xe nói như lời bà Rona McDaniel bà dự báo rằng là chiến thắng của ông sẽ lăn tiếp qua những cái tiểu bang khác và phần nhiều là ông sẽ đại diện cho đảng cộng hòa và đó chính là điều mà một số những cái nhân vật ngay trong chính đảng cộng hòa họ lo lắng là bởi vì họ nghĩ rằng nếu như mà ông trump đại diện cho đảng mà ra so găng với lại ông biden thì phần nhiều theo những người này lo lắng là có thể là ông trump sẽ không có vượt qua được cái cuộc so găng đó nhưng mà nói đi thì cũng nói lại như thưa quý vị cũng nhiều người dự cảm và do là ông tổng thống Joe Biden, mặc dù là bây giờ ông đang nắm trong tay những cái số tiền quỹ rất là lớn như chúng tôi nói đó 120 triệu đô la Mỹ và trong hồi ba cái quý vừa rồi ông ông gây quỹ rất là nhiều. Rồi những cái câu chuyện về kinh tế của nước Mỹ như ngày hôm nay là chúng tôi đọc được ý kiến của một trong những cái giới chức của ngân hàng dự trữ liên bang đó là ông Xin lỗi quý vị, giờ Hoàng Vi không có nhớ được tên của cái nhân vật đó. ông Christopher Waller là một trong những cái nhân vật rất là có ảnh hưởng trong cái ngân hàng dự trữ liên bang. Thì ông nói rằng là với cái tình hình đà cái kinh tế của nước Mỹ như thế này nè, ông nghĩ rằng là nước Mỹ sắp đạt được cái mốc mà cái cơ quan này đặt ra là kéo lạm phát về hai chấm và như vậy thì ông nghĩ là từ đây cho đến cuối năm 2024 đó lãi suất sẽ thực sự là kéo xuống nếu mà nói là kéo ngay bây giờ thì câu trả lời là không. Nói như lời ông quan chức này nói, nhưng mà từ đây đến cuối năm thì ông kỳ vọng là cái tình hình kinh tế của nước Mỹ sẽ sớm sủa hơn, lãi suất sẽ giảm hơn, lạm phát sẽ có thể kéo được hai chấm. Đó là lời ông Christopher Waller một lần nữa thưa quý vị. Mà mặc dù những cái thuận lợi như vậy và cả những cái thách thức rất lớn về những cái cuộc xung đột chính trị mà nhiều lần Hoàng Vi thưa, nó đặt cho cái thời kỳ ở chính phủ Biden vô những cái khó khăn rất là lớn. Nhưng mà có lẽ là cái thách thức mà lớn nhất, khổng lồ nhất của ông Biden lúc này, á, như Hoàng Vi có đề cập ở phần đầu, đó là làm sao thuyết phục được người dân Mỹ tin rằng là ông nên có một cái nhiệm kỳ 2 để lãnh dẫn dắt nước Mỹ. Bởi vì hiện nay, đó giới tinh hoa và cả Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ thì đều luôn luôn nói rằng là nước Mỹ đang đi đúng hướng. Nhưng mà không phải là cử tri nào cũng nghĩ như vậy. Trong đó, cử tri của đảng Cộng hòa ở Iowa tối hôm qua là thể hiện rất là rõ. Và cả cử tri độc lập cũng đang rất là hoài nghi về những cái lời tuyên bố và đó nó đặt vô cái chiến dịch tranh cử của ông Biden rơi vào một cái thế vô cùng nguy hiểm. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, một thành phố của tiểu bang Ohio đó thì một thị trưởng đã yêu cầu thị trưởng của thành phố Elyria để yêu cầu là cảnh sát của thành phố này phải ngay lập tức gửi một cái báo cáo và mở một cái cuộc điều tra về cái chuyện là cảnh sát đã tiến hành đột kích vào nhà dân theo cái lệnh khám xét nhà mà tòa cho phép đã. Nhưng mà cuối cùng thì theo cái lời tố cáo của người dân ngay tại cái địa chỉ mà cảnh sát tới họ cho là cảnh sát tới nhầm nhà xác định nhầm danh tính và cái điều mà nguy hiểm hơn là trong lúc mà cảnh sát mà đột nhập và khám xét nhà của người dân đó thưa quý vị đã làm cho một đứa bé chỉ ngoài có một tuổi mà thôi và phải chịu những cái tổn thương quan trọng và phải đưa tới phòng ICU vì bị sưng phổi vì những cái vũ những cái bom gọi là bom ánh sáng mà cảnh sát mà ném vô trong nhà đó để mà trấn áp người dân và bắt buộc là phải ở yên trong nhà để mà cảnh sát vô thì cuối cùng là gây ra những cái tổn hại rất lớn cho người dân này thì đó là cái thông tin mà tờ newsweek vừa được công bố thì uh, cái, cái người phụ nữ mà trong cái câu chuyện mà tố cáo cảnh sát của thành phố eleria là jenning bà nói là cái lệnh đột kích này á, là bà tin chắc chắn là cảnh sát nhầm mà cả năm qua cứ nhầm hoài cứ đến gõ cửa nhà bà để tìm tông tích của một thiếu niên từng sống tại đó. Và bây giờ cái thiếu niên đó thì đã đi rồi và bây giờ bà đang là cư dân sống tại cái địa chỉ nhà này. Nhưng mà không hiểu vì sao là cả năm 2023 cảnh sát của thành phố cứ tới và bấm chuông và hỏi về tông tích cái người thanh thiếu niên đó năm lần trong năm 2023 chưa đã, cho đến hồi năm 2024, là cách đây vài hôm đó thưa quý vị, vào đầu tháng 1 đó, lại tiếp tục là mở theo cái lệnh khám xét mà tòa cho phép đó, là tiến hành đột kích vào nhà người ta. Thì bà Janine này nói đó, khi mà tôi bước lên cầu thang rồi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy là cửa thì bị đập, bị đạp vô cửa sổ thì bị văng miễn tùm lum hết và họ ném những cái bom mà ánh sáng đó rồi làm khí ngạc họ ném vô trong nhà và tôi la lớn lên là có con tôi ở trong nhà và con tôi là đang có những cái bệnh lý nền và cần phải chăm sóc rất là đặc biệt nhưng mà cảnh sát không có khe và họ dùng những cái vũ lực và cả những cái vũ khí như vậy để mà họ trấn áp tôi và ở cái thời điểm đó đó tôi nhìn thấy con tôi theo lời bà Jenny nói là nó chuyển từ màu xanh rồi màu xám rồi màu tím tùm lum hết là bởi vì bom khí ngạt đủ thứ mà con bà thì đang bệnh và những cái nhân viên cảnh sát ở thời điểm đó sau khi mà bắt giữ còng hai cái tay của bà ra đằng sau lưng thì bà la lớn lên là con mình cần chăm sóc đặc biệt thì cảnh sát cũng có check cái tình hình sức khỏe của của em bé và nói em bé fine, em bé không có bị gì hết. Nhưng mà để rồi câu chuyện ngày hôm nay chúng ta biết á là em bé đã được đưa vô ICU, rồi người ta nói là trong cái tình trạng là phổi á, là bị do hít những cái khí ngạt như vậy cho nên phổi nó bị bơ đó thưa quý vị và nó vẫn phải cần cái sự điều trị đặc biệt. Và đó là lý do mà người phụ nữ này đã tố cáo cảnh cảnh sát của thành thành um, Elyria ở ở Ohio. Và bây giờ thị trưởng người ta nói là vào cuối ngày thứ ba là buộc phải công bố tất cả những cái video, những cái footage mà cảnh sát có thu được từ cái camera gắn trên người của mỗi nhân viên công lực á, phải cho biết là những cái biện pháp họ làm là có đúng hay không. Bởi vì cảnh sát bây giờ họ vẫn cãi, họ vẫn cho là cái lời của bà Jenin tố cáo là nó không đúng là bởi vì những cái những cái trái bom, những cái trái lựu đạn mà làm choáng hay những cái khí ngạc á, là họ ném, là họ ném ở ngoài ngoài chứ không có ném vô bên trong nhà thì làm cách nào mà miễn văng lên trên người của em bé rồi khí ngạc làm cho em bé hít và làm cho phổi của em bé bị bên thì đó là những cái lời tố cáo nó không có đúng sự thật thì bây giờ thị trưởng nói là về nguyên tắc là quý vị điều tra thì quý vị cứ điều tra nhưng mà quý vị phải xác định cái danh tính rõ ràng của cái ngôi nhà đó và đặc biệt là những cái biện pháp để mà có thể thực hiện mà không có làm tổn hại đến cái an toàn của người dân và bây giờ đó người ta đang yêu cầu một cái cuộc điều tra như vậy thưa quý vị và nếu như thực sự nha nếu như thực sự đây là cái lỗi tắc trách của giới công lực khi mà họ tiến hành đột kích đó, thì chắc chắn là sẽ vấp phải sự phản ứng rất là lớn vì có liên quan đến phụ nữ và đặc biệt là có liên quan đến em bé mới ngoài một tuổi và đang có một cái bệnh lý nền rất là trầm trọng còn phải đeo ống thở oxygen cơ mà thưa quý vị thì đó là một câu chuyện vừa diễn ra ohio một câu chuyện nữa có lẽ là rất là nhiều người mỹ đang ta tháng và đang cảm nhận cái ảnh hưởng của nó rất là rõ rệt trong cái đời sống của của chúng ta. Đó là quý vị biết là xưa giờ đó ở nước Mỹ này thì ngôi nhà là nó tượng trưng cho giấc mơ Mỹ American dream. Trong đó chiếc xe thì tượng trưng cho cái sự độc lập cái sự tự chủ của mình và cả cái sự gọi là cái 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 cái, cái ngầu cái 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 sự phản kháng của mình nữa chứ ví dụ như những thanh niên mà bây giờ có cái gì mà không hài lòng không có happy với gia đình hay là không có happy với cái nơi chỗ ở đó họ sẵn sàng chất hết đồ lên xe và họ vi vu đi sang một cái tiểu bang khác để mà sống nói chung là họ sống một cách rất là độc lập không có còn lệ thuộc gì hết nhưng mà chiếc xe thì rất là quan trọng và là phương tiện di chuyển của người dân Mỹ nhưng mà trong bối cảnh hiện nay nè theo cái tờ báo Business Insider ngày hôm nay chúng tôi đọc được thấy là những cái chiếc xe ở Mỹ bây giờ đó nó cũng ngày càng trở nên quá là đắt đỏ, quá là xa vời với người dân Mỹ trong cái bối cảnh hiện tại. Bởi vì á những cái chi phí nó chồng lẫn nhau Ví dụ như chi phí một chiếc xe thì nó đã quá mắc rồi, cộng thêm cái tiền đi vay mượn nợ để mà mua xe, cái lãi suất bây giờ cũng đang trên trời, bởi vì ngân hàng dự trữ liên bang thì họ đang muốn nâng lãi suất để mà kéo lạm phát xuống. Câu chuyện này nhiều lần chúng tôi nói, vì cái hệ lụy này mà bây giờ người dân Mỹ mua nhà không được, mua xe không xong mà trả nợ tín dụng để mà đi chợ mua thức ăn cũng không ổn là vì vậy. Xe thì mắc, mượn nợ để mua xe thì cao. Bảo hiểm của xe thì bây giờ cũng đang ở tận nóc ở trên trời, rồi những cái chi phí để đi mà sửa xe, để mà bảo trì xe cũng rất là tốn kém. Đó là những cái chi phí bây giờ đang đè lên người dân Mỹ thưa quý vị. Chiếc xe hồi xưa nó trở thành một cái gì đó nó bình thường lắm, mà bây giờ sau năm 2020, giá xe hơi mới bây giờ cao hơn 30% thưa quý vị. Đó là thông tin từ cái trang web chuyên về mua bán xe trực tuyến là Co-Pilot, nói với tờ Business Insider giá xe mới tăng 30%, giá xe cũ nhé, không mua xe mới nổi chứ gì, đi mua xe cũ phải không, tăng 38% thưa quý vị. Và bây giờ đó, chỉ có khoảng 10% những chiếc xe hơi mới trên thị trường bây giờ mà được đề cái mức giá là dưới 30.000 đô la, còn lại là toàn bộ là trên 30.000 đô la trở lên hết á. Và theo một cái bản thông báo, một cái bản báo cáo của Market Watch đưa ra vào hồi tháng 10, với cái tình hình mà xe cộ như bây giờ đó thì người dân Mỹ muốn mua một cái chiếc xe hơi mới thì cần phải có 100.000 đô la Mỹ thu nhập. Và quý vị biết là cái giá mà thu nhập 100.000 đô la đó là một cái câu chuyện nó phải nói nó khá là xa vời với cái tầng lớp trung lưu hiện nay. Đừng còn chuyện low income là hơi là mình bỏ qua luôn, mình quên luôn thưa quý vị. Như vậy thì với cái mức đó thì chỉ có 60% 60% những cái gia đình Mỹ mới có thể đủ xin lỗi là 60% là không có mua nổi xe mới với cái điều kiện là thu nhập phải 100 ngàn trở lên thì mới mua được xe rồi trả những chi phí về bảo hiểm về sửa xe như chúng tôi đã thư khi nãy còn đối với những cái cá nhân mà sống độc thân thì sao 82% bây giờ là cái mức income là dưới 100.000 đô la Mỹ. Vậy thì làm sao có thể mơ tưởng được là có thể lái một cái chiếc xe hơi mới chạy bon bon trên đường. Xưa đi, xưa đi rồi diễm, quên ngay cái chuyện này đi. Và đó là một trong những cái vấn đề mà người dân Mỹ hiện nay đang phải đối phó. Những cái điều kiện đó cộng thêm những cái nhà sản xuất xe bây giờ, họ chỉ chú trọng đến những cái thị trường xe hơi từ trung cấp cho đến cao cấp trở lên và họ bỏ quên hẳn cái thị trường xe mà những cái dòng xe giá rẻ bây giờ là họ họ chỉ làm ra những cái chiếc xe SUV hay là xe truck và giá rất là cao. Cho nên cái dòng mà xe rẻ đó là gần như là cũng không có một cái nguồn cung nào mới ra hết. Đó là cái vấn đề của người dân Mỹ hiện nay thưa quý vị. Một câu chuyện nữa chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị là một tâm điểm xảy ra trong ngày hôm thứ Tư. Đó, xin lỗi ngày thứ Ba. Đó là những cái rắc rối đối với cựu Tổng thống Donald Trump về mặt pháp lý. Quý vị biết là ông Trump vừa mới coi như là trong cái không khí, cái niềm hân hoan của cái chiến thắng ở tiểu bang Iowa. Vừa mới thắng xong vào tối thứ Hai là ngay sáng ngày thứ Ba là ông phải nhảy qua một cái phiên tòa ngay tại New York. Ở câu chuyện mà cô ký giả Jean Carroll đã kiện ông về cái tội phỉ bán. Và một lần nữa thưa quý vị, xin nói cho rõ là ngay tại cái phiên tòa này nè, ở phiên tòa mà Jean Caro đó, thì người ta chỉ giải quyết một cái câu hỏi thôi là ông Trump sẽ phải bồi thường cho cô ký giả này bao nhiêu tiền về cái tội phỉ bán. Sẽ không còn giải quyết chuyện là ông Trump, liệu là ông Trump có hãm hiếp cô Jean Caro vào những năm 1990 hay không, thì không còn giải quyết nữa. Bởi vì đã có phiên tòa vào hồi tháng 5 và đưa ra phán quyết là ông Trump có cái tấn công về tình dục và ông phải bồi thường cho Jean Carroll 5 triệu đô la Mỹ. Và bây giờ ông Trump cũng đang kháng cáo cái câu chuyện đó đây. Thì cái luật sư mà đại diện cho ông Trump trong cái vụ kháng cáo đó, đó vụ 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 1, Hoàng Vi xin gọi là vụ 1 Jean Carroll, thì Joe Tacopina cũng đã vừa rút tuyên bố là rút ra cũng giả từ cuộc chơi với ông Trump luôn. Và đồng thời sẽ không có đại diện cho ông Trump trong bất kỳ một cái vụ án nào nữa. Joe Takobi nè, nếu như quý vị mà theo dõi những cái rắc rối về pháp lý của ông Trump sẽ biết là ông luật sư này cũng phải nói là thân chinh, chinh chiến với ông Trump phải nói rất là nhiều. Và bây giờ không biết vì lý do gì, nhiều chuyên gia về luật nói có thể là không có happy về chuyện là tài chính hoặc là không có happy về chuyện là có thể là thân chủ không có lắng nghe lời luật sư hoặc là thân chủ không có happy với luật sư, nhiều lý do lắm. Nhưng mà Joe Tacopina tuyên bố là bây giờ không có làm ăn gì với ông Trump hết. Và trong một ngày nha mà ông Trump bị mất đi ba luật sư luôn, Joe Tacopina và hai người luật sư khác cũng là đồng sự với ông Tacopina này thì trong cái vụ mà vụ 1 của Jean Carroll là đã xong rồi thì ngày hôm thứ tư xin lỗi thứ ba ông Trump lại bước vô một cái tòa để mà nghe bồi bồi thẩm đoàn sẽ lắng nghe một số những cái tranh luận và cả những cái dẫn chứng để rồi quyết định là ông Trump sẽ phải bồi thường bao nhiêu trong cái tội trong cái câu chuyện về phỉ bán bởi vì tòa thì đã đưa ra cái quyết định là ông Trump phỉ bán bà Jean Carroll rồi là vì ngày xưa năm xưa ông nói là ừ, Jean Carroll không phải là tiếp người của tôi. để dựng ra mấy câu chuyện này là để phỉ bán tôi. Và quý vị biết cái điều rất là lạ lùng về ông Trump. Ông tham dự cái phiên tòa về người ta kiện ông tội phỉ bán. Ông đang ngồi trong cái phiên tòa đó. Người ta nói là ông Trump ngồi cách bà Jean Carroll có 10 feet thôi, mặt hầm hầm với nhau như vậy nè nhưng mà cái mạng xã hội trước social của ông trump ấy lại tiếp tục đưa ra cái lời cáo buộc lời chỉ trích bà chin caro nữa mà chỉ trích theo cái kiểu giống như cái, cái, cái lời mà bà, bà ấy truy tố ông trump viết như thế này vào trên trước social vào ngày thứ ba là mọi người có tin nổi không là tôi phải đi fighting tôi phải đi chiến lại với cái người phụ nữ với những lời cáo buộc mà nó nói dối trá như thế này mọi người tin nổi không thì đó là một cái rắc rối pháp lý mà nó diễn ra ngay sau cái thắng lợi tiểu bang Iowa và và đó là một câu chuyện một cái câu chuyện khác cũng là một cái tin nó không có tích cực cho ông trong những cái rắc rối pháp lý đó là cái chuyện gác order trong cái vụ dân sự ở New York bà bộ trưởng tư pháp Patricia James kiện ông Trump và công ty tài chính Trump Organization những cái gian lận về tài chính và quý vị biết là cũng ngay tại cái viên tòa dân sự này nè mà bao nhiêu cái kịch tính những cái tranh luận nảy lửa đã nổ ra và đặc biệt là ông chánh án Egoron đã đưa ra cái gap order rồi phạt ông Trump hai lần 5.000 rồi 10.000 đô la Mỹ vì cái tội là ông cứ tấn công nhân viên của tòa và tấn công thư ký của tòa. Ông Trump đã kháng án lên tòa trên, tòa kháng án ở New York đề nghị là gỡ bỏ cái gap order của ông Trump đi. Thì đây thưa quý vị, vào chiều ngày thứ ba, tòa kháng án của New York từ chối không có lắng nghe cái hồ sơ này. Họ không có xem xét lại cái lệnh gap order nữa xem như cái get order ông Egoron đưa ra là vẫn được giữ nguyên. Đó là một cái tin không tích cực cho ông Trump cùng trong cái ngày thứ ba. Coi như là trong ngày thứ ba có ba cái tin tức về những cái cuộc chiến pháp lý, vụ Jean Carroll, vụ hồ sơ tài chính ở New York và còn một vụ nữa thưa quý vị, đó là vụ tòa kháng án ở DC cũng vừa bác đơn không có muốn lắng nghe cái hồ sơ kháng án lần này là của mạng X là Twitter trước đây. Họ đã nộp đơn lên kháng án xin tòa là xem lại cái chuyện á, là có cho phép có tiết lộ cho ông Trump cái chuyện là công tố viên đặc biệt Jack Smith trong cái hồ sơ truy tố ông Trump về bạo loạn quốc hội 6 tháng giêng và đảo ngược kết quả bầu cử thì ông Jack Smith yêu cầu mạng X này đó là phải công bố gửi qua cho bên công tố cho bên chính phủ toàn bộ những cái thông tin trong cái hồ sơ trong cái tài khoản của ông Trump ở Twitter trước đây. Quý vị nhớ là vào ngày 6 tháng Giêng, Hoàng Vi có thưa quý vị, từ chính những cái lời khai của những giới chức trong tòa Bạch Ốc vào cái ngày 6 tháng Giêng đó, họ đã ra và công bố cung cấp cho bên công tố trong cái lời khai hữu thể và nói rằng ví dụ như ngày 6 tháng Giêng khi mà dòng người biểu tình đang tiến về bạo loạn quốc hội và những cái giới chức trong tòa Bạch Ốc, trong đó có cả cô Ivanka Trump, nhiều lần nài nỉ ông là hãy gửi ra cái thông điệp gì để chặn đứng dòng người biểu tình đi, mà ông Trump cứ lần lửa. Ông Trump lần lửa không có gửi ra cái thông điệp đó tới mức độ mà khi mà cái 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 sự căng thẳng nó lên tới đỉnh điểm thì ông mới đưa ra một câu là kêu gọi mọi người hãy biểu tình trong hòa bình thì tất cả những cái lời mà bên công tố đó thì họ cho là những cái lời kích động xúi dục những cái người biểu tình cho đến cả những cái thông điệp ông đưa ra kêu gọi mọi người thôi giữ gìn trật tự đó thì tất cả những cái thông tin đó phải được giao nộp cho bên phía công tố của bộ tư pháp mạng x thì họ không chịu và dẫn đến là bản thân mạng x của ông tỷ phú Elon Musk cũng đã từng bị phạt hơn 300.000 đô la Mỹ vì kháng cự cái cái yêu cầu cái trách tòa cho phép bên công tố như vậy rồi. Và mạng X cũng có khiếu nại lên tòa kháng án của DC và nói rằng là bây giờ ông Trump cũng phải được quyền biết rằng mạng X cung cấp cái gì cho bên công tố thì họ cũng phải được tiết lộ cho bên phía bị đơn như vậy. Nhưng mà bây giờ tòa kháng án người ta không đồng ý để xét cái hồ sơ này. Coi như trong một ngày thứ ba mà ông Trump nhận những cái tin mà nó không có tích cực cho cái những cái uh, rắc rối pháp lý của ông như vậy. Và tin tức cuối cùng của ngày hôm nay cũng là về rắc rối pháp lý coi như Hoàng Vi nói, khi mà cái cuộc bầu cử 2024 nó đến gần á thì chắc chắn những cái drama những kịch tính như hai cái đường thẳng nó sẽ luôn luôn chạy song song, đó là Donald Trump và Hunter Biden thưa quý vị. Mà Hunter Biden là như cái móc câu cắm vào cái chiến dịch tranh cử của đương kim tổng thống Joe Biden. Thì tin xin cập nhật với quý vị là ủy ban giám sát hạ viện và ủy ban tư pháp đó là hai nhân vật ở bên phía đảng cộng hòa là james comer và jim jordan là nhiều lần đưa ra cái lời cáo buộc đối với cha con của biden tham nhũng thì và đã gửi trác đòi bắt buộc hunter biden phải ra điều trần rồi những cái dằn co qua lại nào là điều trần sau cánh cửa đóng kín hay sau không có đóng kín thì cuối cùng bên phía hạ viện đã bỏ phiếu và đòi là sẽ khép tội Hunter Biden vào tội khinh lờn quốc hội nó dẫn đến vào hôm thứ sáu Hunter thay đổi chiến thuật và nói là thôi Bây giờ quý vị gửi lại rác đòi đi thì tôi sẽ ra và 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 hợp tác với quý vị sau cánh cửa đóng kín cũng được nữa. Nhưng mà cũng theo theo một câu là mặc dù quý vị không có giải thích rõ cho người dân cho cử tri hiểu là vì sao mà quý vị không cho phép tôi được điều trần một cách công khai cho toàn bộ người dân Mỹ được biết. Thì đó là cái diễn tiến và những cái thành viên bên phía Đảng Cộng hòa thì nói là như vậy thì họ sẽ ngưng. Họ không có tố cáo ông Hunter Biden là kinh lần quốc hội, họ ngưng cái chuyện đó lại và họ sẽ đưa cái trác đòi yêu cầu là con trai tổng thống phải ra điều trần trong thời gian sắp tới đây. Nhưng mà ông James Comer này xin khép lại chương trình với một cái câu tuyên bố ông James Comer phải người ta nói là quá đỉnh luôn thưa quý vị. Ông xuất hiện mới đây trên CNN và ông nói như thế này nè, toàn bộ những gì mà ông làm xưa giờ là không có phải là cái mục đích cuối cùng là để luận tội ông Biden đâu. Chắc chắn câu này là những thành viên bên phía đảng Cộng Hòa sẽ rất là thất vọng tôi không phải là để luận tội biden mà tôi chỉ muốn chỉ ra là ông biden ông tham nhũng như thế nào và cái việc mà hunter biden mà không có chịu ra mà điều trần trước quốc hội tôi coi như là tôi bỏ qua cái phần cho phép họ tự nói họ làm nhân chứng và họ được phát ngôn và tôi sẽ đơn phương chúng tôi sẽ đơn phương gói ghém cái cuộc điều tra này và chúng tôi đi đến cái kết luận là ông Hunter, ông Hunter Biden cũng như là ông Joe Biden có tham nhũng trong cái việc làm ăn của nước ngoài. Cái lời tuyên bố này có thực sự thuyết phục hay không thì thụ thuộc vào cái sự phán xét của quý vị. Chỉ xin nhắc lại, từ hồi tháng Giêng năm ngoái cho đến bây giờ, Đảng Cộng Hòa và Ủy ban Giám sát dưới sự dẫn dắt của ông James Comer hoàn toàn chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào ngoài những lời cáo buộc không có bằng chứng với cái việc là ông đương kim tổng thống là hối lộ và tham nhũng và đó cũng khép lại chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại